ý tưởng đầu tiên tất cả bắt đầu từ một thông tin có thật trên báo chí về một ca phẫu thuật ghép đầu người. Tôi bắt đầu nghĩ đến rất nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra khi một cái đầu được gắn vào một cơ thể lạ. Có bao giờ một người mới sẽ thừa hưởng những ký ức, thói quen của người cũ? Bà Tâm là một họa sĩ đã từng thành công và anh ta sống cùng với cả vợ và con của mình. Và đến một ngày khi mà cái đam mê của anh ta vẫn đang rất là bùng cháy thì anh ta biết được mình mắc một căn bệnh mà không thể chữa trị được. Con chỉ còn sống 2 tuần nữa thôi. Và trong cái nỗi tuyệt vọng đấy thì anh ta đã tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Em cứ tưởng là em mất anh rồi. Chú cũng mong là mình không chọn lựa cái phương án này. Từ ngày Tâm được cái ghép đầu vào cơ thể mới, anh ta thường có những ký ức kỳ lạ và những mảnh ghép chập chờn trong tâm trí khiến anh ta khá là hoang mang và lo lắng. Những ký ức này nhiều lần chi phối Tâm và có một vài ký ức dẫn anh ta đến những nơi mà bản thân anh ta chưa từng được biết tới. Khi anh ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn thì cũng một lúc những chuyện xung quanh anh ta ngày càng trở nên phức tạp. Đi thôi anh. Thằng Nghĩa nó đã xuất hiện rồi. Vấn đề lớn bắt đầu xảy ra với gia đình của Tâm và anh ta rơi vào tầm ngắm của một băng nhóm xã hội đen có liên quan đến cơ thể anh ta được thay đổi. Khỏe không con? Lâu quá không gặp. Ông là ai? Đến lúc mà cái nguy hiểm nhất, lúc đấy anh ta nhận ra được là thực sự là mình cần làm người hùng cho ai và mình cần sống một cuộc sống người hùng như thế nào. Anh ta đã phải đấu tranh với nội tâm để vượt qua được những cảm xúc của chính mình và tìm ra được con đường đúng đắn nhất. Cái việc đổi đầu á, thật sự đó là cái ý tưởng đầu tiên và cái nguồn cảm hứng đầu tiên thôi. Nhưng mà từ đó là cái kịch bản nó phát triển ra một cái câu chuyện nó có rất là nhiều lớp. Trong đó là một cái chuyện gia đình,